cho một tí rồi đấy. Bị suy thận mãn tính nên bệnh nhi này phải nằm viện điều trị gần 3 tháng. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên trong suốt thời gian điều trị nội trú, trẻ đã được hỗ trợ chi phí, phát phiếu ăn miễn phí. Gần Tết, sức khỏe của trẻ có tiến triển tốt, được xuất viện về quê đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, việc đi lại khá tốn kém, gia đình phải vất vả để chi trả. Nên phòng công tác xã hội của bệnh viện lại tiếp tục kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ xe đưa trẻ về tận nhà đón Tết. Từng lo lắng vì con bệnh tật, gia đình lại khó khăn, nhưng sức khỏe của con đang tiến triển tốt, lại được hỗ trợ xe đưa về tận nhà. Với bố con anh Mừng, cái Tết này thực sự trọn vẹn. Tết cũng sắp đến rồi, hôm nay là cũng rất là niềm vinh hạnh, cảm ơn bác Hải và cũng như cảm ơn các bệnh viện, các bác y bác sĩ nơi chăm sóc con khỏe mạnh. Vẫn thường xuyên hỗ trợ cho các bệnh nhi lên xe cứu thương của tôi về quê. Mỗi bệnh nhi thì quỹ vì đồng bào hỗ trợ cho các cháu 3 triệu. Cá nhân tôi thì hỗ trợ cho mỗi cháu 2 triệu. Có thể nói rằng là Bệnh viện Nhi Trung ương là một cái địa chỉ rất tin cận, cậy của cá nhân tôi cũng như hàng vạn gia đình có các cháu bé bệnh nhân. Có thể nói rằng là nơi đây là cái nơi mà tôi rất tâm đắc khi phối hợp để làm việc. Những ngày sắp Tết, gia đình chị Hướng bất ngờ phát hiện con bị ung thư bạch cầu cấp. Trái ngược với cảnh sum họp, bận rộn, chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, thì năm nay, hai mẹ con chị lại phải đón Tết ở bệnh viện. Lo lắng cho con, nhưng nhìn thấy các y bác sĩ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, trang trí khoa phòng trong bệnh viện, để không khí Tết đến gần hơn với các bệnh nhi. Bên cạnh đó, lại được hỗ trợ từ phòng công tác xã hội, nên mẹ con chị Hướng cũng được an ủi phần nào. Tôi cảm thấy cũng cảm giác như kiểu là an ủi được một phần, là ở đây các bệnh nhân đều giống nhau ấy, thì các cháu cảm giác được là hòa nhập ấy, và không bị ý là nếu như khi mà về nhà thì chỉ có một mình các cháu thì sẽ bị lục thủy hơn, còn ở đây các cháu thì được hòa nhập hơn và cảm thấy có không khí Tết thì ấm áp hơn ạ. Công tác chuẩn bị Tết của chúng tôi 3 tháng nay rồi, chúng tôi vận động kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng. Thực sự năm nay cũng là một năm rất khó khăn đối với tất cả các nơi, các ban ngành, đoàn thể, đâm ra là những cái món quà đến cho các bệnh nhân năm nay là vô cùng hạn hẹp. Nhưng với sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên của bệnh viện và được sự giúp đỡ của cộng đồng thì tất cả những bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện Nhi và đặc biệt là những bệnh nhân khó khăn thì đều rất là ấm lòng. Đã nhận được những phần quà bằng kinh phí hoặc là, và từ bây giờ đến Tết chúng tôi còn có rất nhiều những phần quà, những sự thăm hỏi, động viên của các nhà tài trợ. Và đặc biệt hơn nữa là 4 ngày Tết là từ 30 cho đến mùng 3 là tất cả những bệnh nhân nằm tại Bệnh viện Nhi Trung ương đều có những bữa ăn miễn phí, một ngày là 3 bữa, sáng, trưa, chiều, và những cái món quà Tết đến với những bệnh nhân những ngày đó. Không chỉ tại trung tâm ung bướu mà tất cả các khoa, phòng, bệnh viện đã trang trí khuôn viên, dựng tiểu cảnh, mua đào quất để mang không khí Tết đến với bệnh nhi, để trẻ được vui chơi, thư giãn, ngay cả khi đang điều trị bệnh. Nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn còn nhận được các phần quà, sự hỗ trợ từ bệnh viện và các nhà hảo tâm. Món quà tuy nhỏ nhưng lan tỏa tình yêu thương, mang niềm vui đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới. Bằng mọi sự nỗ lực của bản thân và đi vận động những nhà hảo tâm khác để người bệnh nhân đó không thể nào mà không có một cái món quà hoặc một cái tinh thần để giúp đỡ cho họ. Chính vì cái điều đó chúng tôi cảm thấy là từ tôi cho đến anh em đồng nghiệp của tôi ở các phòng đều cảm thấy là nó là nghĩa vụ và trách nhiệm gắn liền với mình. Vì nếu không, chúng tôi không có lòng nhiệt huyết, không có sự nhiệt tình thì bệnh nhân họ rất thiệt thòi và họ bị không được hòa nhập được cuộc sống. Vượt lên sự đau đớn của bệnh tật vẫn là tiếng cười, tiếng nô đùa hồn nhiên của những đứa trẻ. Không khí Tết đang tràn ngập ở mỗi gia đình và ở mỗi phòng bệnh. Tết vẫn ấm áp và trọn vẹn.